Hi, chào mừng tất cả các quý anh chị cùng tất cả các bạn ạ. Thì hiện tại thì mình đang có mặt ngay cái chỗ quầy xe ngã anh em, ngay dự án Cadia 01 của Mai. Thì đây chính là cái ngã anh em đấy quý anh chị. Thì hiện tại thì vào buổi chiều đâu đó khoảng tầm 3 giờ rưỡi đó quý anh chị nha. Đó. Bây giờ dòng người đi qua lại ở ngã anh em này thì khá là tấp nập, mặc dù là trời đang khá là nắng quý anh chị. Thì chắc quý anh chị cũng đã ăn Tết vừa xong. Thì đôi khi cái những cái thông tin thì mình cũng có thể là quên đi. Thì hôm nay mình sẽ đến đây mình chia sẻ lại chào quý anh chị cũng như cùng mình tìm hiểu và cái thông tin dự án Cadia 01 của Mai và một số hình ảnh xung quanh ở đây ạ. À. Thì cái thông tin dự án Cadia 01 của Mai này thì hiện tại thì nằm ngay ở vòng xoay ngã anh em, đó gồm đường An Dương Vương nè, đường Ngô Mây, đây là đường Xuân Diệu nha quý anh chị, đường Xuân Diệu, đó. Đường Duyên Hồng đó. Thì dự án Cadia thì nằm ngay cái vị trí cực kỳ đắc địa, cực kỳ là đắc giá luôn đó quý anh chị nha. Thì đối diện dự án này quý anh chị thấy, đối diện dự án là công viên Thiếu Nhi đó quý anh chị, đó, công viên Thiếu Nhi. Phía xa xa kia là có những cái khách sạn, những cái tòa nhà đó, quý anh chị thấy không? Bên cạnh thì trường Đại học Quy Nhơn đó. Mấy bên này là quán trường Nguyễn Tất Thành, dân địa phương ở đây thường gọi là quán trường Quy Nhơn luôn đó quý anh chị. Đấy. Và đây là con đường Xuân Diệu, đây con đường Xuân Diệu nè. Đấy. Con đường này là con đường quen biển đó quý anh chị nha, đó quý anh chị tham ạ. Nhìn trên cái màn hình phía xa xa kia chính là biển Quy Nhơn nha quý anh chị. Đó. Thì hiện tại quán trường ở xa xa kia, cái quán trường Nguyễn Tất Thành, thì dân địa phương ở đây thường gọi là quán trường Quy Nhơn. Thì những linh vật trang trí con mèo thì cũng đã vừa gỡ đi cách đây 2-3 hôm rồi đã quý anh chị ạ. Đó. Trời khá là nắng nhưng mà dòng người đi qua lại ở đây cũng khá là tấp nập nha. Đó, quý anh chị nhìn xa xa kia thấy biển mà biển Quy Nhơn, nước khá là trong xanh luôn đó quý anh chị ạ. À. Nước khá là trong xanh. Từ dự án Cadia Quy Nhơn này quý anh chị đi ra bãi biển chỉ vỏn vẹn mất 1 phút đi bộ thôi quý anh chị ạ. À. Khá là gần nha quý anh chị. Là đây chính là cái video mà mình quay thật tớ và cái dự án Cadia 01 hôm nay. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại và cái thông tin dự án Cadia này đó quý anh chị cùng mình cập nhật lại. Nhiều khi quý anh chị ăn Tết xong rồi thì đôi khi quý anh chị có thể quên thông tin ở đây. Thì những anh chị nào đang quan tâm dự án này thì cùng mình tìm hiểu. Thì cái dự án Cadia Quy Nhơn này với cái quy mô là 5.426,2 m², sản phẩm ở đây là chủ yếu là căn hộ du lịch và khách sạn nghỉ dưỡng, gồm có hai cái block cao 40 tầng, có 3 tầng hầm nha quý anh chị. À, thì hai tầng hầm thì chủ yếu là đỗ xe,
còn một hầm là con đường thông qua biển đó quý anh chị. Đó thì dự án này là dự án có cái con đường hầm thông qua biển đó quý anh chị, dễ dàng kết nối từ dự án thông qua biển mà quý anh chị không không phải đi qua cái con đường hả. Thì cái con đường nằm hầm này giúp quý anh chị thông ra biển một cách dễ dàng. Có 864 căn hộ dịch vụ và 362 căn khách sạn nha quý anh chị. Đó, căn hộ ở đây là căn hộ du lịch biển, gồm những căn ví dụ như là căn studio, căn một phòng ngủ và hai phòng ngủ. Thì cái nội thất ở đây là hoàn thiện nội thất tiêu chuẩn 4 sao quốc tế nha quý anh chị. Đó. Thì đó là thông tin của dự án Cadia Quy Nhơn mà mình vừa chia sẻ đó nha quý anh chị. Còn đây chính là cái quảng trường Nguyễn Tất Thành, quảng trường Quy Nhơn nè quý anh chị ạ. Thì hình ảnh linh vật con mèo ở đây thì đã gỡ đi rồi. Còn ngay cái chỗ tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành thì những vòm hoa khá là xinh xắn kia vẫn còn giữ lại đó quý anh chị ạ. Quý anh chị xa xa có một chú trưa nắng nhưng mà đang mở nhạc và đang nhảy quý anh chị. Đó thì quý anh chị thấy cái quảng trường Nguyễn Tất Thành, quảng trường Quy Nhơn này khá là rộng đúng không quý anh chị? Thì ở đây là những dịp lỡ này, những dịp lỡ hoặc là những dịp mà ngay Quy Nhơn này có tổ chức sự kiện ở ngay quảng trường này, thì chủ yếu là tổ chức ngay quảng trường này khá là đông khách đến tham quan du lịch. Đó, còn phía xa xa kia quý anh chị thấy không ạ? Đó, đó là biển Quy Nhơn. Đó, tại biển Quy Nhơn. Trải dài luôn đó quý anh chị ạ. Đấy. Trải dài luôn quý anh chị nha. Và cái phía xa xa mình đang chỉ đó, ngay cái chỗ cái núi đó quý anh chị. Khi mà quý anh chị vòng qua cái ngọn núi đó thì bên đó có một dự án khá là lớn. Dự án Hải Giang Meridian đó quý anh chị nha. Thì cái dự án Hải Giang Meridian này là một trong những cái dự án mà hiện tại đang rất là lớn ở Quy Nhơn Bình Định đó quý anh chị. Thì video này mình quay cũng đã khá là dài rồi đó quý anh chị. Thì mình xin kết thúc video tại đây ha. Thì quý anh chị nào yêu mến mình thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình có nhiều động lực sẽ đi quay những cái video chia sẻ những cái dự án cũng như những cái thông tin về lĩnh vực bất động sản chủ yếu là thuộc khu vực Quy Nhơn Bình Định. Có tiếp lần sau ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.